Một tuần lễ nữa đã trôi qua, Ngân Quỳnh rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả của chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ. Nếu quý vị khán giả đã xem số phát sóng tuần trước thì chắc là quý vị khán giả đã đoán được vị khán giả nào xuất hiện trong chương trình hôm nay đúng không? Đó chính là Nguyễn Thị Liên. Chào chị. Chào Liên. Dạ. Được biết em từ Vũng Tàu phải không? Dạ đúng ạ. Liên thân mến, hôm nay trở lại chương trình rồi thì em còn nhớ bác sĩ nào là phẫu thuật cho em hay không? Dạ, bác Long ạ. Đúng rồi, đó là bác sĩ Long cũng có mặt hôm nay là cùng trò chuyện với chúng ta. Chào bác sĩ. Xin chào Nguyễn Quỳnh và chào Liên. Dạ bác sĩ. Liên ơi, bây giờ em thấy em có ưng ý với cái mũi của em hay không? Dạ có ạ. Bạn bè hay người thân của em có nhận xét gì về mũi của em không? Dạ có, nhìn kêu em khác gì đó nhưng mà em nói là mũi kia ai cũng nói là nhìn rất là tự nhiên, ai khen đẹp hơn. Cái đó là niềm hạnh phúc nhất của người phụ nữ đó. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, mũi của Liên hài hòa và tự nhiên như thế này, không biết bác sĩ dùng phương pháp gì để mà tạo nên hình mũi của Liên đẹp như vậy? So sánh cái hình trước đây với cái ảnh của ngày hôm nay đó thì chúng ta thấy có một số cái đặc điểm nó đã được thay đổi. Trước tiên là cái phần sống mũi thì chúng ta thấy rằng cái phần sống mũi của bé Liên ngày xưa đó là thấp, cũng không phải là thấp lắm đâu, nhưng mà nhìn nó không có đạt cái tỷ lệ tốt. Dạ. Thì chúng ta nâng lên để cho nó đạt đúng cái tỷ lệ thì đương nhiên là những hình nó sẽ đẹp hơn. Dạ. Cái thứ hai là chúng ta quan sát cái sống mũi này đó, thì cái sống mũi có một cái độ tròn tự nhiên. Dạ. Khác với những cái kỹ thuật nâng mũi trước đây là sau khi đặt sống mũi xong thì hoặc là sống mũi quá to. Dạ. Hoặc là quá bé thì nhìn nó nguyên một cái cọng sống mũi từ trên này xuống. Yeah. Nó lộ cả nguyên một cái cây ra luôn. Yeah. Nhìn thấy không tự nhiên. Như vậy thì nó cũng không có tốt. Yeah. Đó là chúng ta đang nói cái phần sống mũi. Cái phần đầu mũi thì ngày xưa cái đầu mũi nó hơi bè và nó ngắn. Yeah. Nó ngắn. Và khi cái mũi mà cái đầu mũi nó ngắn đó, nó làm cho cái mũi chúng ta nó bị hất lên. Như vậy thì nó cũng không có đẹp. Yeah. Không đẹp về mặt mỹ thuật cũng như là không tốt về mặt phong thủy. Dạ. Cái mũi kín là cái mũi lúc nào cũng tốt hết. Dạ. Đúng không ạ? À? Mũi. Dạ. Kín nó giữ được tiền đúng không? Dạ. Sau khi làm xong giữ được nhiều tiền đúng không? Dạ. Thì cái đầu mũi nó dài ra làm cho hai cái lỗ mũi chúng ta kín hơn. Dạ. Và thanh hơn. Và cái cuối cùng. Dạ. Bây giờ thì nhìn cái gương mặt vi lai hơn. Dạ. Dễ thương. Thon gọn hơn. Dạ. Dạ. Thì đây là cái hiệu ứng, bởi vì cho nên người ta nói cái mũi là cái phần mà nó đóng ngay trung tâm của gương. Dạ, mặt đúng rồi, nhìn già lắm coi như là nó rất là quan trọng. Dạ đúng rồi, một cái gương mặt đẹp không thể nào thiếu được một cái sống mũi đẹp cả. Dạ. Ngân Quỳnh muốn đặt thêm một câu hỏi với bác sĩ nữa là sống mũi như thế này khi mà được nâng rồi thì có thể giữ bền được bao nhiêu lâu? Những cái kỹ thuật mới hiện nay nó cho phép là chúng ta làm tức là nâng mũi và vĩnh viễn. Dạ. Trọn đời. Dạ. Tức là sử dụng những cái chất liệu tốt này. Dạ. Cái kỹ thuật tốt thì như vậy thì chúng ta không có lo lắng gì về vấn đề mà nó bị bóng nè, nó bị đỏ nè. Dạ. Rồi nó bị lộ sống rồi các thứ. Dạ dạ, cảm ơn bác sĩ. Thường thường thì người ta nói á là sống mũi á là trung tâm, giống như là phong thủy vậy đó, khi mình sửa lên thì mọi công việc của mình nó sẽ thay đổi. Thì theo như em thì em thấy có thay đổi gì không, công việc có tốt hơn hay không? Dạ có, công việc em tốt hơn, ổn định hơn. Mà lương thu nhập thì cao hơn trước. Vậy là đúng như là phong thủy người ta nói là phải không? Dạ đúng rồi. Chị xin chúc mừng em. Dạ, thông qua chương trình thì em cảm ơn bác sĩ đã tạo cho em một cái sống mũi rất là hài hòa, tự nhiên với cái khuôn mặt. Dạ, em cảm ơn bác sĩ nhiều. Chúc mừng em. Dạ. Quý vị khán giả thân mến, khi khuôn mặt và cơ thể chúng ta có khuyết điểm gì thì chúng ta đừng nên ngần ngại, hãy đi làm đẹp các bạn nhé. Vì làm đẹp thì chúng ta sẽ có tự tin trong cuộc sống hơn. Và đến đây, thời lượng của chuyên mục đã hết. Ngân Quỳnh xin tạm biệt quý vị. Mời quý vị xem chuyên mục tiếp theo của chương trình hôm nay nhé.